6 tuần này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề cận thị học đường, các cách chăm sóc mắt đơn giản giúp bảo vệ mắt hàng ngày. Cận thị học đường hiện nay đã và đang là vấn nạn đối với lứa tuổi học sinh. Bệnh không những gây ra nhiều phiền toái cho các em mà còn khó khăn cho cha mẹ. Trên cả nước, tỷ lệ cận thị học đường đang ngày một tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và vui chơi của các em. Sau đây là những biểu hiện của bệnh cận thị. Nếu như các em có những biểu hiện sau đây, hãy đến các bệnh viện mắt gần nhất để khám và chẩn đoán điều trị. Thứ nhất, đọc sách ở khoảng cách gần. Thứ hai, nheo mắt khi nhìn vật ở xa. Thứ ba, thường xuyên nhức đầu khi đọc sách hay học tập trong khoảng thời gian dài. Thứ tư, ngồi gần tivi hoặc bảng. Thứ năm, chớp mắt hoặc dụi mắt liên tục, nghiêng đầu để dùng một mắt nhiều hơn mắt kia. Để phòng tránh tật cận thị học đường, các em hãy cân chỉnh tư thế ngồi học đúng, thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế dùng các thiết bị công nghệ và chăm sóc cho mắt. Các em hãy quan sát hình ảnh dưới đây để chúng ta tập một tư thế ngồi học đúng nhé. Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vì vậy, các em hãy giữ gìn và chăm sóc cho cửa sổ tâm hồn của mình thật tốt nhé. Sau đây cô giới thiệu với các em 9 cách chăm sóc mắt đơn giản giúp bảo vệ mắt hàng ngày. Thứ nhất, đó là các em cần duy trì phương pháp 20-20-20. Do nhu cầu giải trí hay yêu cầu công việc nên hầu hết chúng ta dành nhiều thời gian trước màn hình máy vi tính hay tivi. Ngồi trước màn hình vi tính quá lâu sẽ khiến đôi mắt khô và đỏ, kéo dài sẽ dẫn đến các bệnh về tật khúc xạ. Một phương pháp dễ dàng giúp mắt đỡ nhức mỏi khi ngồi trước màn hình điện tử là phương pháp 20-20-20, nghĩa là cứ sau 20 phút hãy phóng mắt ra ít nhất khoảng 6 mét trong vòng 20 giây. Điều thứ hai, đó là các em hãy thường xuyên tập thể dục cho đôi mắt. Thực hiện các bài tập mắt đơn giản để tăng cường thị lực và giảm bớt căng thẳng. Các em hãy nhắm mắt lại và xoa bóp xung quanh mắt, má và sống mũi. Nhắm mắt và đảo mắt nhiều lần theo chiều kim đồng hồ và sau đó ngược chiều kim đồng hồ. Giữ một cây bút chì ở bàn tay, thẳng tay và nhìn tập trung vào nó. Sau đó, từ từ di chuyển cây bút chì đến gần mặt các em hơn, sau đó lại duỗi thẳng tay ra và lặp lại nhiều lần. Thứ ba, sử dụng thực phẩm bổ sung. Các loại thực phẩm tốt cho mắt cũng là một cách để cải thiện tầm nhìn. Nếu điều kiện không cho phép, hay các em không thể bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng qua thực phẩm ăn hàng ngày, thì các em hãy sử dụng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, hãy hỏi ý kiến bác sĩ nhãn khoa rằng chất bổ sung nào phù hợp với các em. Thứ tư, duy trì hoạt động thể chất. Sức khỏe của mắt được liên kết với sức khỏe và sức khỏe tổng thể của các em. Vì vậy, hãy tập thể dục thường xuyên. Dành ít nhất 30 phút tập thể dục vào mọi ngày trong tuần. Làm như vậy có thể thúc đẩy lưu thông máu, là cần thiết để mang các chất dinh dưỡng có lợi cho đôi mắt của các em. Thứ năm, các em hãy ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng.
Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bảo vệ đôi mắt của các em khỏi tác hại của ánh nắng. Các chất dinh dưỡng này có nhiều trong trứng, rau lá xanh đậm, ớt và khoai lang. Axit béo omega 3 được tìm thấy trong cá béo như cá hồi và nhiều loại hạt cũng có lợi cho sức khỏe của mắt. Thứ 6, đeo kính bảo vệ mắt. Sử dụng kính bảo vệ khi chơi thể thao, làm công việc hàng ngày hoặc vận hành máy móc hạng nặng. Các biện pháp phòng ngừa như vậy có thể giảm thiểu các tình trạng chấn thương mắt thường gặp hoặc thương tích có thể xảy ra do tai nạn. Thứ 7, hãy hạn chế tiếp xúc với màn hình điện tử trước khi đi ngủ. Ánh sáng màu xanh là một bước sóng ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính xách tay, máy tính, TV và điện thoại thông minh. Ánh sáng xanh có liên quan đến các vấn đề về mắt thường gặp như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, ánh sáng xanh có thể gây nguy hiểm cho giấc ngủ. Tắt màn hình ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ hoặc sử dụng các bộ lọc chặn ánh sáng xanh. Thứ 8, đeo kính râm. Đeo kính râm chặn cả tia UVA và UVB trước khi ra ngoài trời, vì các tia nắng mặt trời có thể làm hỏng thị lực của các em. Chọn kính với 99-100% hấp thụ tia cực tím. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mặt trời cũng cung cấp một số bước sóng có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, hãy dành một số giờ vào sáng sớm để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. 9. Thường xuyên khám mắt. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe mắt, việc khám mắt định kỳ còn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý ở mắt để kịp thời điều trị. Nhiều bệnh về mắt thường trong giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Ví dụ như bệnh tăng nhãn áp, nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi. Trong giai đoạn đầu bệnh không hề gây đau đớn, chỉ khi tầm nhìn bị suy giảm mới phát hiện thì đã muộn, vì thị lực đã mất không thể phục hồi được. Vì thế, thường xuyên đến bệnh viện mắt chuyên khoa để kiểm tra mắt định kỳ 1 năm 1 lần với người dưới 40 tuổi và 1 năm 2 lần với người từ 40 tuổi trở lên. Cô có 2 yêu cầu về nhà như sau cho các em. Thứ nhất là các em hãy nêu 9 cách chăm sóc mắt đơn giản giúp bảo vệ mắt hàng ngày. Thứ hai là các em hãy thực hành tập thể dục cho đôi mắt mỗi ngày nhé. Tiết giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau.